Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 13 tháng 12, hãng tin AFP dẫn tuyên bố của Nam Phi xác nhận là Tổng thống Cyril Ramaphosa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong bối cảnh sự xuất hiện của bốn chủng Omicron đã đẩy nước này vào làn sóng lây nhiễm mới. Ông Ramaphosa đã tiêm ngừa đầy đủ và có các triệu chứng nhẹ. Theo AFP, Tổng thống Cyril Ramaphosa, 69 tuổi, đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều duy nhất của Johnson & Johnson hồi tháng 2 năm nay. Song hiện chưa rõ ông đã tiêm liều tăng cường hay chưa. Ông Ramaphosa bắt đầu cảm thấy không được khỏe từ sáng ngày 12 tháng 12 khi tham dự lễ tưởng niệm cựu Tổng thống Frederick Willem de Klerk, người vừa qua đời hồi tháng trước. Sự kiện này diễn ra tuân thủ đầy đủ các quy định về giãn cách xã hội, đeo khẩu trang. Mặc dù vậy, văn phòng Tổng thống Nam Phi khuyến cáo những người tiếp xúc gần với ông Ramaphosa vào hôm mùng 2 tháng 12 nên theo dõi triệu chứng hoặc tự xét nghiệm.